xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng cổ ai triền miên. Thánh hoa tiên nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời, xanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai triền miên. Thánh hoa tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời, xanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai triền miên. Thánh hoa tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời, thank you.
Xin quý vị một tràng pháo tay nữa. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói về ngũ thừa Phật giáo. Và mình xin lặp lại, năm thừa Phật giáo này thì hai phần đầu rất dễ đi vô. Và xem ra thì nó rất là phổ biến trong đời sống cộng đồng của chúng ta. Ai cũng biết đó là nhân thừa và thiên thừa. Nó là cái nhu yếu rất là bình thường đời sống chúng ta, cho nên Đức Thế Tôn dành cái phần này giảng giải rất là nhiều nơi. Ví dụ như mình đọc trong kinh văn thì hầu như tất cả các đạo tràng Đức Thế Tôn có dịp dạy cho Phật tử, thì Ngài đều dạy cái phần căn bản là bố thí cúng dường để sinh thiên, tạo lập hạnh phúc, đời sống bình thường. Đó là nói chuyện về kinh văn. Thế nhưng mà rồi mình nói chuyện hiện tại, thưa các vị, cũng thế. Tôi có một cái kinh nghiệm là đa phần những đạo tràng và những người Mỹ họ đến, họ sinh hoạt tu tập trong những cái trung tâm, thì cái nhu yếu của họ không phải là chứng thánh quả hay là liễu thoát tử sinh gì cả. Và nhu yếu đó làm thế nào để thiết lập được cái sự truyền thông giữa họ với người thương của họ, giữa họ với con cái của họ. Rồi làm thế nào để đời sống họ nó bớt căng thẳng, để có được hạnh phúc. Và nhu yếu chừng đó thôi, không có hơn. Và những khóa tu nào dạy những cái pháp môn thực tập để dạy người ta lấy được những cái khoảng cách giữa nhau, người ta thiết lập được sự truyền thông giữa gia đình, giữa con cái, thì đủ ăn tiền rồi, chứ không cần dạy những điều cao siêu. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình nói đó là nhân và thiên thừa. Không những trong quá khứ Đức Thế Tôn dành cái thì giờ dạy cho các hàng cư sĩ rất kỹ, mà hiện tại những pháp môn nào đi vào cái chiều hướng này thì cũng giúp cho người ta và cũng rất là ăn khách, thưa các vị. Đó là đôi điều mình nói về nhân thừa, thiên thừa. Thế nhưng mà cái thừa thứ ba chúng ta đi vô, thưa các vị, đó là thinh văn thừa. Thinh văn thừa là gì? Nếu người ta nhìn để phân tích thì nhân thừa nó chuộng hạnh phúc hiện tại, thiên thừa thì ngoài cái hạnh phúc hiện tại người ta cần làm thì cộng với những cái ước mơ tương lai nữa. Tức là cái đời sống hiện tại là cái nhu cầu cần thiết người ta phải giải quyết. Thế nhưng mà đẩy tâm thức đến một tầng cao thì người ta không tin rằng đời sống ta có mặt nơi đây rồi chấm dứt, và phải còn cái gì đó, cho nên người ta mơ ước đến một đời sống tương lai. Do vậy cho nên có thiên thừa. Và đa phần những tôn giáo, cái dòng tự giác không đủ sâu thì người ta chỉ đi đến cái hướng tương lai thôi, thưa các vị. Tức là anh sinh về cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Đó là cái bước thứ hai khi người ta liễu đạt và có được cái ước mơ cao vời. Thế nhưng mà thinh văn thừa thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là chấm dứt cái nỗi khổ không những của hiện tại và kể cả của tương lai. Và chấm dứt khổ này, thưa các vị, không phải là chạy trốn nơi đâu cả. Chấm dứt cái điều này là anh quay lại nơi chính tự thân anh để quán chiếu coi cái nguồn gốc khổ từ đâu, rồi loại trừ nguồn gốc khổ ngay nơi trái tim anh, thì anh diệt tận luôn. Tức là anh loại trừ tất cả cái khổ nó có mặt theo anh từ quá khứ cho tới hôm nay, và chấm dứt cái con đường sinh tử trong tương lai, thì gọi cái phần này là thinh văn thừa. Và cái phần này sẽ dĩ nó khác với Bồ Tát thừa là do vì cái trọng tâm của thinh văn thừa là tự lợi. Còn cái phần lợi tha đó là phần dành cho Bồ Tát thừa. Chúng ta đi vô hai phần này. Cái tự lợi ban đầu, thưa các vị,
Như trong Thinh Văn Thừa phân tích đó là quay về quán chiếu để thấy bản chất của hình hài năm uẩn canh vốn là không. Sở dĩ cái buồn, cái khổ, cái bất an, lo lắng nó xảy ra ở tầng cạn là do vì anh thấy anh là thiệt. Rồi những cái khổ của xã hội nó phát sinh cũng từ nơi đây, từ nơi này mà có. Thế cho nên cái điều đầu tiên là Thinh Văn Thừa, tức là các vị thinh văn quán chiếu về tự thân năm uẩn vốn là không. Đó là cái nền tảng căn bản để đi vô. Có một bài kinh trong Trung Bộ, bài Sakkara Kinh, có một vị Bà La Môn thuộc về một hạng Bà La Môn rất là giỏi về lý luận. Ông tuyên bố rằng người nào gặp ông hỏi một câu thì một là run rẩy, hai là đổ mồ hôi khiếp sợ. Và ông nói với dân cư trong làng rằng các ông hãy theo tôi để tôi tới vấn nạn Ngài Cồ Đàm để cho Ngài run sợ, Ngài kinh khiếp với các khả năng lý luận của tôi. Thế rồi ông dẫn những vị trưởng lão của bộ tộc đi xa đến thăm Đức Thế Tôn và đặt vấn đề nạn vấn Thế Tôn. Ông hỏi Thế Tôn một câu, nói Ngài dạy Phật, Ngài, đạo pháp của Ngài, Ngài dạy cái chi? Thế Tôn nói ta dạy năm uẩn vốn là vô ngã. Thì cái vị Bà La Môn kia nói, thưa ông có tin rằng mọi thứ hạt giống, mọi thứ cỏ cây, mọi thứ sinh vật đều nương ra mặt đại địa này mà sinh, có phải vậy không? Thế Tôn nói đúng. Thì cái vị Bà La Môn kia bảo rằng nếu ông nói năm uẩn vô ngã, thế thì cũng giống như mặt đại địa này sinh ra ngàn vạn thứ cỏ cây. Nếu năm uẩn không có ngã thì làm gì có chuyện phước điền, làm gì có chuyện sinh cõi trời, làm gì có chuyện hạnh phúc và khổ đau. Cho nên năm uẩn có ngã. Ngã là cái tự hữu bên trong, giống như đại địa này có một mặt đất, cho nên mọi thứ hạt giống từ đó mà sinh ra. Và thưa các vị, cái lý luận ông cũng rất là vững chắc. Thế Tôn nói ta, trước khi trả lời ông, ta hỏi một câu thế này: Hoàng đế có phải là người có quyền uy tối cao không? Vị Bà La Môn kia nói đúng, hoàng đế có quyền uy tối cao. Hoàng đế có quyền truất phế, có quyền bổ nhiệm, có quyền hành quyết những người có tội và có quyền thưởng những người có công, có phải vậy không? Ông nói dạ đúng, nhà vua có quyền như thế. Rồi Đức Thế Tôn hỏi thêm câu, ông nói rằng ngũ uẩn vốn là thuộc tính của ngã, tức là có ngã bên trong năm uẩn này, thế thì cái ngã đó nó vốn là một hoàng đế đối với năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức. Thế nhưng hoàng đế của ông có quyền quy đối với năm ngã không? Có quyền quy đối với sắc, tức là đối với thân, đối với những cảm thọ vui buồn, đối với những tưởng tượng bên trong và những cái vận hành của tâm thức, có quyền quy với nó không? Các ông trả lời không được. Và sau đó thì Thế Tôn triển khai một bài kinh gọi là bài kinh Sakkara Kinh, nằm trong Trung Bộ. Và thưa các vị, mình dẫn bài kinh đó ra để chia sẻ về Thinh Văn Thừa. Cái bước đầu tiên để loại trừ phiền não khổ đau khi bước vào Thinh Văn Thừa đó là anh hãy quay về tự thân anh, để quán chiếu về cái thực tính vô ngã. Và thưa các vị, cái điều này không hề Đức Thế Tôn muốn cường điệu gì về tự thân của chúng ta cả, mà cái điều này rất là thực. Chúng ta không tìm đâu ra cái nguồn giáo lý rất là chân thật như lời của Đức Phật dạy. Ngài không chỉ quán chiếu cái điều gì xa vời ở ngoài kia cả, mà quán chiếu ngay thân anh. Hãy nhận diện coi, thân anh, cái hình hài năm uẩn của anh có thiệt là của anh không? Nếu thiệt là của anh có chủ quyền với nó, thế thì anh biểu nó đừng già đi, nó nghe lời anh đi. Thế mà không được. Thưa các vị, ta không muốn già mà nó cứ già. Ta không muốn tật bệnh mà nó cứ tật bệnh. Thậm chí cuối cùng là ta không muốn chết mà nó vẫn cứ chết. Thế thì anh không có quyền gì với cái năm uẩn của anh cả. Rồi cái tầng sâu hơn, ví dụ như vui buồn của các vị, hờn giận bất an lo lắng của các vị cũng không có chủ quyền với nó. Nó ưa buồn là nó buồn, nó ưa vui là nó vui. Phút giây trước ta vui, phút giây sau ta nổi cơn thịnh nộ. Thưa các vị, chuyện đó xảy ra hàng ngày, cho nên ta không có quyền quy gì đối với năm uẩn của ta cả. Do vậy cho nên, thưa các vị, Thinh Văn Thừa, điều thứ nhất
Đức Thế Tôn dạy một bài pháp rất là thực tiễn, đó là quay về quán chiếu ngay nơi thân anh, chứ không phải quán chiếu ở đâu cả. Không có cần nhìn ai cả, hãy nhìn anh. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là hiện thực. Thứ hai là cái tinh thần đó, nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì nó rất là khoa học, chứ không hề có cái tính thần linh tôn giáo gì trong đây cả. Đây là một phương pháp dùng năng lực trí tuệ quán chiếu, và quán chiếu sâu sắc năm uẩn của anh, mà nhìn cho ra bản chất nó vốn là vô ngã rồi, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Chấm dứt khổ, thưa các vị. Và chúng ta cũng đừng có lầm tưởng rằng khi mình quán chiếu thấu đạt được năm uẩn vô ngã rồi, rồi mình không còn cái cảm tính gì của con người, đi lững lơ trên chín tầng mây như người cõi trên, không phải là người nhân gian, thưa, không phải. Các vị trở thành người chủ nhân của chính mình, làm chủ được đời sống mình, làm chủ được thân năm uẩn mình. Và cái điều cạn nhất đó là các vị vượt thoát khỏi cái sự khống chế của phiền não bất an nó sinh ra bên trong của các vị. Giản dị vậy thôi. Đó là thinh văn thừa, đi vô cái tầng thinh văn thừa, cơ bản nó là như thế. Thế nhưng mà mình có thể nói thêm một điều nữa, là phiền não từ đâu phát sinh và ta làm thế nào để loại trừ phiền não, và nó dính gì với nhân thừa và thiên thừa? Đó là những câu hỏi đặt ra. Phiền não từ đâu phát sinh, là phiền não nó dính gì với nhân thừa thiên thừa, và người ta tu nhân thừa thiên thừa có giúp ích gì được thinh văn thừa không? Bằng không thì các vị thấy dường như giáo lý đạo Phật từng phần nó rời rạc. Cái lý giải đầu á, thưa đại chúng, là phiền não nó phát sinh từ ba cái yếu tố. Yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, và một yếu tố nó vô hình ẩn khuất nữa. Và ba yếu tố này làm nên phiền não, ba yếu tố này cũng làm nên nỗi khổ và bất an của đời người. Và ba yếu tố này cũng dẫn chúng ta quanh đi quanh lại trong ba cõi sáu đường. Và mình giải thích điều này thì các vị thấy cái phương pháp chúng ta đi vô, rồi các vị cũng thấy cái sự liên hệ của nó đối với nhân thừa và thiên thừa. Có nghĩa là cái nền tảng phước lành, cái nền tảng của tu tập, nó thông suốt cả năm thừa, chứ không phải là chỉ ở nhân và thiên thôi. Phiền não nó phát sinh đầu tiên do yếu tố bên ngoài, có nghĩa là do đối tượng kia làm cho tôi phiền não. Đối tượng kia là ai? Có thể là người gần gũi ta, có thể là người hàng xóm, có thể đó là hoàn cảnh xã hội, có thể đó là thời tiết khắc nghiệt, vân vân, nó sinh ra cái sự xúc não trong ta, gọi là yếu tố bên ngoài. Thế nhưng mà thưa các vị, yếu tố bên ngoài nó không đủ sinh phiền não đâu. Tại sao vậy? Nếu nói cái lời đó xúc phạm tôi, thì thưa các vị, có những lúc lời nói người ta xúc phạm hơn, mà mình mỉm cười, mình đâu có cảm thấy gì xúc phạm đâu. Tại vì lúc đó lòng mình nó đang tràn đầy niềm vui mà. Còn có những lúc lời người ta nhẹ hơn vô cùng, nhưng mà mình lại phiền não, mình giận luôn mấy ngày. Thế thì cái yếu tố bên ngoài nó không đủ tạo được phiền não. Trong quá khứ 20 năm trước, các vị gặp người bạn đời của các vị, người ta cũng nói một câu đó, các vị cười tươi như hoa mùa xuân. Rước người ta về 20 năm sau, nói câu nhẹ hơn. Thế nhưng mà phiền não mấy ngày, phải xin lỗi tôi mới hết. Thế thì rõ ràng là yếu tố bên ngoài không đủ tạo nhân duyên để phiền não. Mà cái phiền não đó có mặt từ bên trong ta. Thế cho nên thưa các vị, yếu tố bên trong nó rất là quan trọng. Bên trong là cái chi vậy? Bên trong gần đó là cái sự bức xúc, phiền muộn, khó chịu của các vị trong một ngày. Một ngày mình làm việc cực nhọc, căng thẳng vô cùng, cho nên về tới nhà thì trái bom gần như là một loại sắp nổ. Người ta chỉ cần bấm nút thôi là nổ liền. Thế thì yếu tố gần của bên trong đó là các vị đã tích chứa phiền não đầy trong một ngày. Thì cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái suy nghiệm là cái khả năng tích chứa phiền não của các vị trong quá khứ nó rất là dày. Có những thứ thì nó biểu hiện trên vùng tâm thức, nó dễ phát sinh. Có những thứ thì nó
chìm rất là sâu phía dưới đáy lòng của chúng ta, nó nằm trong tiềm thức, nằm trong vô thức của ta. Cho nên tất cả những thứ đó, dù tinh vi hay là dù biểu hiện, nó thuộc về cái dạng hạt giống phiền não nằm bên trong của ta. Và hai điều này nó có mặt thì nó hứa hẹn một điều, đó là gì, là chi? Thứ nhất là anh sẽ có cơ hội phiền não, anh sẽ có cơ hội khổ đau thôi. Có thể là anh tạo được phước lành, anh có đủ ăn, đủ mặc, có tiền, có người thương, có hoàn cảnh xã hội tốt lành. Thế nhưng mà chỉ cần hoàn cảnh nó chinh một tí, chỉ cần người thương anh nói chạm anh một lời, thế thì phiền não nó phát sinh. Tại sao? Do vì bên trong nó đã chứa rất là lâu, rất là đầy. Có những cái nó là vi tế, nhưng mà nó sẽ nổi lên trên cái mặt tâm thức của anh, trên ý thức của anh. Cho nên phiền não hạt mầm còn là cái sự biểu hiện của phiền, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó sẽ còn sinh khởi thôi. Đó là hai yếu tố bên ngoài và bên trong. Rồi một yếu tố vô hình ẩn khuất có nghĩa là gì? Thưa các vị, là những cái suy nghĩ của mình, những cái buồn, giận, lo âu của mình, thấy thì nó vô hình, nhưng mà nó là một loại sóng năng lượng tâm thức. Nó có thể tác động vào người. Chúng ta ở giữa đất trời mênh mông, thấy chừng như không có gì dính với ta cả. Nhưng mà ai biết đâu rằng ta ở trong cái trọng trường, trọng lực, ta đang ở trong cái biển năng lượng, ba bên bốn phía tác động vào thân tâm của chúng ta. Người ta khởi một ý niệm buồn giận, hay người ta căm thù mình, thưa các vị, mình tưởng chừng như là xa nhau nửa vòng trái đất. Họ ghét mình, họ chẳng làm được chi mình đâu. Nhưng mà đâu biết rằng sóng tâm thức của họ lan tới, đụng chạm vào đời sống tâm tư của ta. Cho nên có những lúc mình không muốn buồn mà tự nhiên cái buồn nó đến. Người ta lý giải là từ đáy sâu tâm thức nó hiện lên. Nhưng cũng có thể có cách lý giải khác là sóng năng lượng tâm thức của người bên, người thù hận ta, tác động vào ta. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái mở rộng thêm, đó là thưa các vị, khi các vị khởi lòng thương yêu với bất cứ ai, các vị rải tâm từ đến người kia nhận được. Rồi khi các vị làm bao nhiêu thiện nghiệp, các vị hồi hướng cho người thân của các vị, người thân của các vị nhận ra, nó là từ cái nền tảng, cái dạng vô hình ẩn khuất của sóng tâm thức này. Sóng tâm thức, thưa các vị, nó vi tế, nó vô hình, thế nhưng mà nó vẫn có. Cái gì có sinh có diệt nơi tâm thức các vị thì nó đều thuộc về loại hữu hình và có sóng năng lượng cả. Thế cho nên cái phần thứ ba này nó liên hệ đến cái nhân thừa và thiên thừa. Tại sao nó liên hệ? Thưa các vị, là trong cái quá trình tu, các vị mà muốn thiền định, muốn công phu, muốn phát triển đời sống tâm linh, mà nếu cả một cuộc đời mình cứ gây phiền não, bất an, mình gây bao nhiêu khổ não cho bao nhiêu người. Thưa các vị, là cái sự hờn giận, căm thù của họ, nó tác động vào thân tâm của họ, dù bằng ý tưởng, dù họ không làm gì đụng vào đời sống các vị, nhưng mà nó cũng trở ngại vô cùng đối với đời sống phát triển tâm linh của một người tu. Do vậy cho nên nhân và thiên, tất cả nghiệp lành, nó là cái nền tảng rất là căn bản để đi vào thinh văn thừa là như vậy. Thế thì thưa các vị, thinh văn thừa họ có thể loại trừ được tất cả những phiền não bất an này bằng một cái con đường duy nhất, đó là soi thấy năm uẩn đều không, là loại trừ được tất cả những khổ nạn, như kinh Bát Nhã Tâm Kinh dạy. Và cái điều này mình nghĩ mình đã giải thích rất là nhiều lần để cho các vị có thể liễu đạt được điều này và có niềm tin vững chắc với pháp môn Đức Phật dạy rất là thực tiễn. Ví dụ thế này, ví dụ tôi có một cái quá khứ nó rất là đau buồn. Tôi bị hành hạ, tôi bị xử sự tệ bạc. Và cuộc đời tôi căm phẫn vô cùng đối với những quá khứ mà người đã gây tác hại nơi đời sống của tôi. Và thưa các vị, nếu mình không tu thì chuyện gì phát sinh? Quá khứ nó như một cái ung nhọt, nó có mặt ở trong đáy lòng của chúng ta, cho nên lâu lâu nó khởi lên. Và mỗi lần nó khởi thì chúng ta tàn phá đời sống mình là một, chúng ta vung vãi những điều phiền muộn nó vào người chung quanh là hai.
Thế nhưng mà nếu các vị quán chiếu năm uẩn vô ngã, các vị có thể quay lại làm được một điều, đó là nhận diện tất cả những quá khứ vui buồn đó đều là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Tôi là năng lực chánh niệm, tỉnh giác, năng lực tuệ tri nhìn thấy nó. Thì các vị đoạn tận được quá khứ khổ đau của các vị. Đoạn được không? Không tin. Không ai tin hết. Thưa đại chúng, là do vì cái năng lực của chúng ta không đủ mạnh. Chúng ta chưa có nếm trải được một chút hương vị của cái trạng thái tâm thức là khi mình làm nhân chứng cho mọi thứ phiền não ở trong trái lòng của mình nó sinh khởi, cho nên mình chưa có niềm tin. Ví như các vị có thể thực tập được điều này, các vị dừng lại nhìn cái buồn, cái giận nó đang đến, đang đi. Các vị nhìn nó mà nhìn được cái thời giờ mà chúng ta sống được càng lâu á, thì cái điều tất nhiên là phiền não nó giang ra xa dần chúng ta thôi. Và cái điều này nó rất là thực tiễn. Khi chúng ta có năng lực quán chiếu, ta là cái nhìn, thì mọi thứ phiền não là cái bị chúng ta nhìn. Quá khứ u buồn của một đời sống, dù nó có nặng nề mấy, nó là những vết thương vô cùng là khó chịu, nó ung nhọt nơi trái tim của các vị. Nhưng mà các vị không thể loại trừ nó một cách gì cả. Mình sám hối, mình lại Phật, hay mình làm mọi việc, đó là phương pháp đi vòng quanh thôi. Nó mất thì giờ vô cùng, và có khi loại trừ không có dễ. Thế nhưng mà phương pháp trực tiếp nhất mà Đức Phật dạy đó là các vị hãy làm nhân chứng nhìn thử những cái đó, thế thì nó tự nhiên bị loại trừ thôi. Đây là con đường Thinh Văn Thừa. Và ta làm được điều này thì cái điều phát sinh tự nhiên đó là tất cả những cái ám ảnh quá khứ bị các vị đốt cháy. Phiền não là cái thứ không thực, thưa các vị. Nó sinh ra, nó lớn lên, nó có mặt là do vì chúng ta triều mến nó, chúng ta lưu nó lại để cho có việc làm, bằng không thì mình thấy buồn chán. Chứ còn kỳ thực, nó đúng nguyên tắc là nó là cái bị các vị nhìn thấy, bị các vị nhận diện. Và khi cái gì mà bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện thì cái điều hẳn nhiên là nó ở ngoài ta. Các vị có nhìn cái chi mà nó ở trong mắt các vị đâu? Cái mà các vị thấy được nó đều ở ngoài. Đó là lĩnh vực thô của vật lý thì nó đã là như vậy. Thì cái lĩnh vực tâm lý nó cũng như thế. Buồn của các vị, giận của các vị, ưu tư phiền muộn của các vị, lo lắng bất an của các vị, thậm chí những cái thất vọng của các vị, cái thù hận của các vị, nó cũng là cái bị các vị thấy chứ không hề là các vị bao giờ. Có điều mình chưa làm được điều này, cho nên mình chưa loại trừ được khổ. Mình cứ thấy mình khổ hoài, trong khi thực tế là không hề có cái khổ dính với cuộc đời các vị. Các vị chỉ cần an trú trong pháp tu của Phật dạy, thế thì chứng được quả A-la-hán, thành đạt được pháp quán này gọi là chứng A-la-hán. A-la-hán là gì? Và mình xin nhắc lại một điều, A-la-hán không phải dành cho mấy ông thầy cạo tóc mặc đồ tu nghe. Không phải là một giai cấp nào có đặc quyền đặc lợi để chứng được thánh quả, mà người nào quyết lòng tu, dù người đó không quy Phật, dù người đó là người có tôn giáo nào không cần biết, nhưng mà cái đời sống tâm linh anh nó dâng lên, cái tri thức của anh nó mở ra, và anh có khả năng nhận được điều này, thì anh có thể chứng được quả vô sinh. A-la-hán nghĩa là vô sinh. Người ta nói cái điều này gẫm ra nó rất là đúng. Người ta nói là cái chuyện tu hành đó, nó không phải dành cho người nghèo, nó không phải dành cho người ít trí tuệ. Cái mặt cạn á, nghèo thì mình lo ăn lo mặc đủ chết rồi, có thì giờ rảnh đâu mà tu. Thế nhưng mà cái chuyện đó chưa phải cái ý của câu nói đó. Người ta nói nghèo nghĩa là chi? Thưa các vị, ta cứ cầu xin, ta van vái, ta mong muốn, ta tham muốn đủ mọi thứ, cho nên chuyện tu không có dành cho người nghèo. Anh phải cảm thấy mọi thứ giữa trần đời này anh đã chán mứa đó, anh đã trải nghiệm đó, này niềm vui, này nỗi buồn, này sự âu lo vân vân, mọi thứ ta cảm thấy đều không hài lòng với đời sống của ta, không hài lòng với hình hài ta,
ta thấy hạnh phúc đời người nó quanh quanh một vòng tròn thế này, rồi cuối cùng mình chẳng được cái chi cả. Dù ta cố gắng làm thì hạnh phúc nó chỉ đến với ta trong thoáng chốc. Dù ta có cố gắng giữ gìn sức khỏe của ta thì sức khỏe của ta cũng ra đi. Dù ta có cố gắng làm mọi điều nhưng mà mọi điều nó cũng sẽ rời ta, nó ra đi lúc ta xuôi tay về với đất. Và họ chiêm nghiệm được điều này, cho nên họ không còn mong cầu điều gì khác nữa. Tâm họ đủ tràn đầy, đủ giàu có. Còn nếu ta nghèo thì thưa các vị, ta đến với đạo, đến với tôn giáo, ta chỉ cầu xin thôi à. Cầu xin cái chi? Cho tôi giàu có, cho tôi may mắn, cho con tôi thi đậu, cho tôi khỏe mạnh. Tức là cái trạng thái xin xỏ là trạng thái của người nghèo. Mà người tu thưa các vị, nếu tâm thức họ còn nghèo như thế thì không thể vươn lên được đến tầm cao của sự tu. Cho nên ý thứ nhất, nghèo không tu được là như vậy. Ý thứ hai, cái sự thông minh đó là gì? Thưa các vị, có khi đời sống của mình 70 năm trên trần đời này, mình không có cái nhìn quán chiếu về đời sống của mình, cho nên mình chưa có đẩy tâm thức mình đến một cái trình độ giác ngộ gọi là thiếu sự thông minh. Thông minh không có nghĩa là anh hiểu mọi thứ, và thông minh nghĩa là anh đủ giác ngộ. Giác ngộ về thân vốn vô thường, hoàn cảnh vốn vô thường, thọ mạng nào cũng chấm dứt cả. Và thông minh hơn nữa, đó là chi? Anh nhìn ra ngoài đất trời, nhìn ra ngoài thiên nhiên, anh khám phá là một điều thế này. Mọi thứ nó đều có hai mặt cân bằng của nó cả. Ví dụ như nếu hạnh phúc thì có khổ đau, nếu giàu thì phải có nghèo. Nếu có những quốc gia chậm tiến thì có những quốc gia tiến bộ. Nếu có vật chất hữu hình thì phải có cái vô hình. Nếu có không gian mênh mông thì có hành tinh này, đó là vật chất hữu hình. Thế thì anh nhìn lại tự thân anh, nếu thông minh thì anh nhìn ra được một điều. Điều gì? Điều gì có mặt nơi tự thân anh? Nếu đã có cái hữu hình hữu quại là hình hài năm quẩn này, thì sẽ có cái không quại nơi năm quẩn. Có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt, chắc như vậy thôi. Mọi vật nhân gian này nó đều theo cái quy trình như thế, thì thân ta cũng như thế thưa các vị. Rồi một mức độ khác nữa, vạn vật trên đất trời này thưa các vị, nó đều có cái lực đối xứng với nhau. Ví dụ như nơi nào có độc xà, độc vật thì nơi đó có thuốc trị liệu. Rồi ngay nơi tự thân các vị, nếu có những bệnh ung bướu xảy ra thì cũng có một loại kháng thể nó loại trừ tất cả những tật bệnh. Thì từ cái điều cạn đó quy chiếu vào điều sâu, thưa các vị, hình hài năm quẩn thì cái sinh và diệt đến và đi, vui buồn thì luôn đến và đi, sinh và diệt. Thế nhưng mà nếu người ta thông minh thì người ta nhìn ra được một điều là bên trong cái sinh diệt đến đi, nó có cái không sinh và không diệt. Thế thì thưa các vị, thông minh như thế thì họ có thể đi ngang cái con đường nhân thiên và đi vào đến cái thinh văn thừa không phải khó. Khi họ khởi lên tâm thức họ một cái ý niệm đó người ta gọi là phát bồ đề tâm. Chứ mình đừng tưởng là phát bồ đề tâm phải đệ tử Phật mới phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm nghĩa là phát cái lòng tìm ra cái không sinh không diệt, gọi là phát bồ đề tâm. Và khi người ta đủ thông minh nhận diện ra một điều đó là khi có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt, thì họ nhìn lại bên trong họ, họ nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thưa, rất là dễ hiểu. Cái sinh diệt là cái vui buồn đến đi, còn cái không sinh diệt của các vị là cái nhận biết vui buồn đang đến đang đi. Vui buồn thì một ngày nó thay đổi trạng thái không biết bao lần mà nói. Thế nhưng mà cái biết, cái nhận biết vui buồn đến đi đó nó đâu hề khác gì đâu. Nó đâu có sắc màu, đâu có hình ảnh, đâu có đổi thay, và nó không hề vắng mặt. Thế thì ngang đây người ta đủ thông minh để nhận ra con đường đi vào thinh văn thừa rồi thưa các vị. Tức là sống như vậy thì chứng nghiệm được quả vô sinh chứ không có gì lạ. Và đôi khi mình tưởng quả vô sinh chỉ dành cho một số người, mình lặp lại. Thưa không phải. Các vị Bích Chi Phật ngày xưa đâu có quy y với Tam Bảo.
đâu có ông nào quy y với Phật đâu, tại vì các ông sinh ra trước khi Thế Tôn có mặt mà. Thế nhưng mà các ông đều chứng quả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó là vị Phật độc giác. Độc giác có nghĩa là gì? Tức là quán chiếu cỏ cây đất trời, quán chiếu cái sinh diệt và cái không sinh diệt, nhận ra con đường không sinh diệt, rồi chứng nghiệm quả vô sinh. Có điều các ông không có duyên làm đạo nơi cõi Ta Bà, cho nên các ông sống hết một đời phất phơ trên nhân gian là các ông thu thần nhập Niết Bàn, cho nên gọi đó là Bích Chi Phật, gọi đó là người theo hạnh thinh văn là tự lợi mà thôi. Thế rồi tầng thứ tư, Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa là chi? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Phật đản do các em mắt thương tổ chức. Con được hân hạnh lên đây để xin cúng dường ngày Phật đản qua lời chúc chị thăm hỏi có tựa đề là 25 Thế Kỷ. Xin mời đại chúng rửa tâm lòng cùng với con để cúng dường đến Đức Thế Tôn. Yeah.
lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang đơm hoa đón giang Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chuyên niên hanh hoang tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời từng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang đơm hoa đón giang Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chuyên niên hanh hoang tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời tươi